Toàn bộ các kim tự tháp bóng đá từ Premier League cho đến tất cả các giải vô địch quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh đã bị hoãn lại vào cuối tuần trước như một sự tôn trọng sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời. Và lẽ ra Man City sẽ phải đụng độ với một Tottenham Hotspur vô cùng mạnh mẽ vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola lại may mắn tránh khỏi một bài toán khóc búa trong giai đoạn tháng 9. Và sau khi có được chiến thắng vô cùng kịch tính trước Borussia Dortmund với tỷ số 2-1 cách đây không lâu, thì chỉ sau đó 2 ngày, The Citizen sẽ có chuyến làm khách đến sân Molineux của bầy sói. Một địa điểm dễ đi, khó về với tất cả các đội bóng trong nhóm Big Six. Khi chúng ta biết rằng Wolverhampton dưới thời của Bruno Lage là một tập thể khó chịu như thế nào. Và liệu Man City sẽ có một chuỗi phong độ thăng hoa sau khi kết thúc giai đoạn tháng 9 hay không? Hay là một cú sẩy chân bất ngờ trước đại diện đến từ vùng West Midland? Ngay sau đây sẽ là bài nhận định của chúng tôi về cặp đấu sớm nhất của vòng thi đấu thứ 9 Premier League 2022-2023 nhé. Wolverhampton đang trải qua một giai đoạn cực kỳ bất ổn kể từ đầu mùa, khi họ chỉ mới có được một chiến thắng, 3 trận hòa sau 6 trận, qua đó đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Một vị trí không xứng đáng với thực lực của thầy trò huấn luyện viên Bruno Lage. Khi ở mùa giải năm nay, họ đã mang về khá nhiều những tân binh chất lượng trên thị trường chuyển nhượng. Và điển hình trong số đó là tiền vệ tấn công Matías Núñez với mức giá kỷ lục lên đến 42,2 triệu bảng đến từ câu lạc bộ Sporting Lisbon. Gonçalo Guedes từ Valencia với mức giá 32 triệu bảng. Thêm phần nữa là sự bổ sung mang tính thiết yếu về trường hợp của Diego Costa, thì dự kiến bầy sói sẽ có một bộ khung đầy đủ trải dài cả 3 tuyến để có thể xoay tua phục vụ cho một mùa giải dự kiến được cho là khốc liệt và dày đặc nhất trong lịch sử Premier League do những tác động từ vòng chung kết FIFA World Cup được diễn ra vào cuối năm. Nhưng đổi lại thì Wolverhampton cũng mất đi không ít những cái tên quan trọng, điển hình như trường hợp của trung vệ đội trưởng Conor Cody. Trước khi một vài năm trở lại đây, anh xứng đáng trở thành biểu tượng của thành Molineux. Nhưng bất ngờ không hiểu vì một lý do gì, trung vệ người Anh đã bị ban lãnh đạo đưa ra quyết định rất nhanh là chuyển sang Everton với bản hợp đồng cho mượn 1 năm. Và ngay lập tức, Bruno Lage đã phải nhận một hệ quả vô cùng khôn lường khi trong 6 trận đấu vừa qua, Wolverhampton đang thực sự thiếu những chân truyền tịnh tiến bóng như Quaddy đã từng làm. Và đó cũng là lý do lớn nhất khiến cho sự kết nối giữa hàng hậu vệ và hàng tiền vệ của bầy sói hoàn toàn bị tê liệt. Vì vậy chúng ta có thể thấy Ruben Neves dường như đang gặp khó trong cách build up mới của Bruno Lage, khi gánh nặng trên vai của tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ ngày càng lớn hơn. Bởi chính anh là người sẽ phải đảm nhiệm hết những vai trò ở 1/3 cuối sân. Và đây chắc chắn là một bước đi vô cùng sai lầm của lãnh đạo Wolverhampton, khi họ đã quá tin tưởng vào hai trung vệ trẻ cực kỳ non nớt là Max Kimman và Nathan Collins. Những vấn đề về hàng công của bầy sói cũng đang cho thấy sự yếu kém về khâu dứt điểm, khi trong 6 trận họ chỉ ghi được vỏn vẹn được 4 bàn. Mặc dù đã có được sự trở lại vô cùng quan trọng của Pedro Neto, tuy nhiên vị trí tiền đạo cắm của Raúl Jiménez lại đang cho thấy những vấn đề. Kể từ sau khi siêu sao người Mexico chấn thương kinh hoàng vào năm 2019, và với việc bổ sung thêm Diego Costa ở vị trí tiền đạo, thì đây được xem như là phương án mang tính thiết yếu cho bầy sói lúc này. Khi độ tin cậy vào tiền đạo người Tây Ban Nha gần như là bằng không, bởi vì trong vòng 1 năm qua, sau khi rời Atletico Mineiro, thì quái thú đã không còn thi đấu bất kỳ một phút nào do không tìm kiếm được một bến đỗ phù hợp. Tuy nhiên, với việc đã có kinh nghiệm thi đấu trong máu câu lạc bộ Chelsea từ năm 2014 đến năm 2017, thì dự kiến Costa sẽ giúp Wolverhampton giải được cơn khát bàn thắng trên hàng công của mình. Và sau một chuỗi phong độ thảm hại trong giai đoạn đầu, thì mới đây thầy trò huấn luyện viên Bruno Lage đã tìm lại được niềm vui chiến thắng sau khi họ đánh bại Southampton với tỷ số 1-0 trên sân nhà. Qua đó giúp chiến lược gia người Bồ Đào Nha giải tỏa được rất nhiều về mặt tâm lý sau khi chiếc ghế nóng của ông đã bị lung lay một cách dữ dội trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, có vẻ như niềm vui chưa tận hưởng được bao lâu, thì cuối tuần này đội bóng sân Molineux lại gặp phải đúng một Manchester City vô cùng khát máu ở thời điểm này, khi họ đang hoàn toàn hủy diệt mọi đối thủ từ Champions League cho đến Premier League với sát thủ Erling Haaland trên hàng công. Vì vậy, trước khi cuộc đối đầu này diễn ra, chắc chắn huấn luyện viên Bruno Lage sẽ phải có những bước đi hợp lý để ngăn chặn sự nguy hiểm của bộ ba tam giác huyền ảo là Phil Foden, Kevin De Bruyne và Erling Haaland. Với việc cả Pep Guardiola và Bruno Lage đều sử dụng hệ thống 4-3-3 làm triết lý của mình trong nhiều năm vừa qua, thì dự kiến cuộc đối đầu này thì cả hai đội sẽ đều nhập cuộc một cách chặt chẽ. Và theo chúng tôi, bước ngoặt của trận đấu sẽ đến từ sự tỏa sáng của những ngôi sao trên hàng công, khi cả hai đội đều đang sở hữu những chân chạy cánh hàng đầu Premier League. Bởi Phil Foden và Pedro Neto đã là một trong những young player tiêu biểu đề cử của PFA trong một vài năm qua. Chưa kể là tân binh Gonçalo Guedes vẫn có thể là tiềm tàng những mối nguy hiểm với một hàng thủ bất ổn của Man City, khi Pep đang thử nghiệm với quá nhiều những con người khác nhau ở vị trí hậu vệ, nào là Nathan Ake, John Stones, Ruben Dias, Aymeric Laporte và mới đây nhất là tân binh Maignan Akanji.
Vì vậy, với việc chiến lược gia người Tây Ban Nha đang tìm kiếm và lắp ghép một bộ khung ưng ý nhất, thì đây chắc chắn sẽ là một thời cơ không thể nào tốt hơn để giúp cho Wolverhampton hy vọng có thể khoan thủng mảnh lưới của Ederson Moraes. Tuy nhiên đổi lại, nếu như hàng phòng ngự bất ổn, thì Man City họ lại dựa vào một hàng công tuyệt vời để kết liễu đối thủ. Khi theo những con số thống kê cho thấy, bộ đội Erling Haaland và Kevin De Bruyne đã đóng góp trực tiếp vào 14 bàn thắng của Man City kể từ đầu mùa. Trước đó, tiền đạo người Na Uy đã bỏ túi cho riêng mình đến 10 pha lập công và hiện anh đang là vua phá lưới của Premier League. Vì vậy, với sự nguy hiểm của hàng công Man City, thì dự kiến Bruno Lage sẽ chắc chắn phải quay lại phong cách 5-4-1 quen thuộc khi mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã từng áp dụng để giúp cho Wolverhampton gây khó dễ cho các đội bóng ở Big Six. Khi đó, bầy sói sẽ dàn xếp với khối đội hình 5-3-2 và chơi với 5 hậu vệ. Qua đó bắt buộc Ruben Neves sẽ phải lùi sâu hơn để hỗ trợ hàng phòng ngự. Ở phía trên thì Matias Nunes cùng với Joao Moutinho sẽ có nhiệm vụ giải tỏa nguy hiểm cho những pha phối hợp tam giác của Bernardo Silva cùng với Rodri và Kevin De Bruyne nhằm hạn chế tối đa những đường chuyển nguy hiểm vào khu vực half space. Còn ở phía trên, với tốc độ của Pedro Neto và sự tinh quái của Jimenez, thì bầy sói sẵn sàng trả đòn bởi những pha phản công mang thương hiệu Bruno Lage. Và trong trận đấu tới, chiến lược gia người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể sử dụng đến tốc độ và sự cản lướt của Adama Traore để có thể gây khó dễ cho Joao Cancelo và Kanji. Nhưng chắc chắn rằng Pep Guardiola sẽ không để yên cho Wolverhampton tấn công một cách dễ dàng như vậy khi ông thầy đầu trọc này sẵn sàng sử dụng Calvin Phillips thay vì Rodri để có khả năng tăng khả năng chất thép cho khu vực trung tuyến. Hoặc ông hoàn toàn có thể đẩy Ike Gundogan ra bằng ghế dự bị và chơi double pivot với Phillips và Rodri. Tuy nhiên điều này sẽ rất khó xảy ra, vì vậy trận đấu tới đây sẽ là thành bại của tuyến giữa, khi mà những Ruben Neves hay Rodri sẽ chơi cực kỳ chắc chắn nếu như không muốn để lộ ra những khoảng trống chết người trong một thế trận mà Man City sẽ chơi dồn ép. Còn Wolverhampton họ sẽ chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Và đây sẽ là đội hình xuất phát theo hai đội dưới góc nhìn của chúng tôi. Man City sẽ ra quân với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Trong khung gỗ sẽ là Ederson, bộ tứ trung vệ bao gồm Kyle Walker, Ruben Neves, Akanji và Joao Cancelo. Đảm nhiệm vai trò single pivot vẫn là Rodri. Châu nhô cao hơn với sự xuất hiện của bộ ba Ike Gundogan, Bernardo Silva và Kevin De Bruyne. Hai bên cánh đối diện sẽ là Phil Foden cùng với Riyad Mahrez. Và người chơi cao nhất trên hàng công là Erling Haaland. Ở bên kia trên tuyến, hy vọng 4-3-3 vẫn sẽ là sơ đồ mà Bruno Lage áp dụng cho trận đấu này. Hiro Sesa là người đứng trong khung gỗ. Bộ tứ trung vệ sẽ là Nelson Semedo, Nathan Collins, Max Kidman và Johnny Cashel. Single pivot sẽ là Ruben Neves. Hai tiền vệ tấn công sẽ bao gồm Matheus Nunes và Joao Moutinho. Và bộ ba trên hàng công sẽ là Hoàng Hee-chan, Raul Jimenez và Pedro Neto. Đây là một đội hình sẽ khiến cho cuộc đối đầu này trở nên hấp dẫn hơn, có nhiều những tình huống ăn miếng trả miếng hơn. Và đặc biệt, sẽ có rất nhiều bàn thắng được ghi trong một trận đấu mà Man City họ sẽ chơi tấn công dồn dập và để lộ ra khoảng trống ở 1/3 cuối sân. Sau khi có được chiến thắng vùng áp đảo trước các đội bóng thuộc nhóm trung bình yếu, thì kể từ vòng thi đấu thứ 8, độ khó của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ dần dần tăng lên. Và thử thách đầu tiên sẽ là Wolverhampton Wanderers, một đối thủ cực kỳ khó chịu kể từ khi họ trở lại Premier League vào năm 2018. Và liệu Man City sẽ thể hiện như thế nào trước bầy sói vô cùng bất ổn trong quãng thời gian gần đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem nha. Khi cuộc đối đầu này sẽ được diễn ra vào lúc 18:30 thứ bảy ngày 15 tháng 9 trên sân vận động Molineux.